Dạ vâng ạ. Em Tiến, em xin phép em chào anh chị và em chào các bác. Thì hôm nay em xin phép này, thứ nhất là em được tổng hợp lại về tất cả các sản phẩm mà hiện tại ở cửa hàng em đang có và em báo giá chi tiết từng sản phẩm để các bác và để anh chị theo dõi, tiện theo dõi hơn với em nhé. Trước tiên đây thì em có chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Philips, nó vẫn là bản thường. Bản thường này thì nó sẽ khác với các bản premium ở cái điểm như nào, đây em chia sẻ với các bác này. Về cái bộ la răng, về cái kích thước của bộ la răng thì bản Philips này chỉ là la răng 17 inch thôi. Còn với bản premium thì nó là la răng 19 inch. Đây là cái điểm nhận diện rất là dễ khi anh chị nhìn ngoài về tổng thể, ngoài về cái xe. Còn về nhìn chung kiểu dáng chẳng khác gì nhau cả, khác duy nhất với cái kích thước la răng để các bác có thể nhận biết. Có một sản phẩm này thì em bán hơn 700 thôi, em bán là 735 triệu và xe chạy được 3.8 km. Thì em cũng xin chia sẻ lại là về tất cả các cái giá bán, tất cả các sản phẩm ở đây em chào giá thì nó sẽ có thương lượng thêm. Đó thì em hy vọng anh chị mà khoái thì cứ alo cho em nhé, chắc chắn là sẽ có tốt giá tốt nhất em gửi anh chị. Mazda 3 đời 2019 này, màu đỏ pha lê, một cái bảng màu mà rất nhiều anh em thích. Chiếc này của em lăn bánh được 2 vạn cây số và em đang bán chiếc này với cửa tiền là 650. Tiếp tới thì nhìn với cuối cùng cái khuôn tiền như thế thì Kia Seto thì hiện tại là em đang có một đôi. Hiện tại để mà nói về Seto phiên bản 2.0 premium thì em có 3 chiếc ở trong nhà. Ở ngay đây thì em có màu đen này và em có màu xám gray. Chiếc màu đen này thì chạy được 2 vạn. Và chiếc màu xám gray ở phía bên trong đây thì lăn bánh được 2 vạn 8 km. Và giá thì nó xem và là tương đồng với nhau. Em đang chào bán là 665 triệu ạ. Ở tiếp dưới đây thì em còn nhiều lắm. Nói chung là về các xe tầm khoảng tiền nó rơi từ 5 lên 6, từ 6 lên 7 em rất là nhiều các sản phẩm để anh lựa chọn. Quá là nhiều luôn. Kia Seto đây là cái model này em rất là mê. Em cũng tin và cũng khẳng định rằng là nhiều anh em cũng thích cái model này giống em. Bởi vì ở model này này, với cái tính năng sử dụng của nó nhiều hơn cái model mới rất là nhiều. Chiếc này của em là Seto phiên bản 1.6 màu xanh Kawasaki và xe lăn bánh được 3.5 vạn cây số. Có một sản phẩm này thì thời điểm này cửa tiền rất là êm, rất là dễ chịu, em chỉ bán là 570 triệu thôi. Tiếp tục giá còn trao đổi, còn thương lượng thêm nha các bác. Đây là Mazda 3 2017 bản phanh cơ. Nghĩa là nếu mà đời 2017 này nó sẽ cách cái bản Philips thì rơi vào khoảng tầm từ 20, 25 đến 30 triệu tùy từng chất lượng xe. Đó, đây các bác này, cũng cùng là một đời 2017 nhá, một thằng phanh tay, thằng phanh cơ nó sẽ cách nhau vào cái khoảng như thế. Còn như chiếc này của em đang bán là 555 triệu. Tiếp tới đây em còn một chiếc Mazda 3 nữa màu đỏ và là đời 2018, vẫn là màu đỏ thường. Xe tư nhân một chủ, biển số gốc tỉnh. Sản phẩm này thì là biển số tỉnh ở Quảng Nam. Đó, và xe lăn bánh được 3.5 vạn cây số ạ. Giá thì chỉ loanh quanh cửa tiền 600 triệu thôi ạ. Chính xác là giá chào bán là 620. Và giá thì sẽ còn lùi, sẽ còn thương lượng thêm. Bên ngoài Mazda và Seto thì hiện tại em đang có nhiều quá. Đây cũng là một sản phẩm Seto mà em vừa nói đây. Đây là Seto đỏ phiên bản động cơ 2.0. Đó, con này thì lăn bánh được 2.7. Đấy, nếu mà Seto 2.0 các bác thích nhá, các bác đến xem đi, các bác muốn chọn chỗ nào các bác chọn. Cũng đồng giá thôi, đồng giá với hai sản phẩm kia là 665 về Kia Seto phiên bản 2.0 đấy ạ. Đây là chiếc đời 2017 bản phanh tay điện tử đấy các bác này. Cái bản phanh cơ và bản phanh điện tử nhá. Phanh điện tử thì hơn 30 triệu, em bán chiếc này là 580 triệu. Đó, giá tiếp tục còn thương lượng. Rồi em có Atis, Atis 1.8G215. Để mà nói về Atis thì phải nói về sự bền bỉ. Gần như Toyota từ xưa giờ nó là một cái sự, nó là nồi đồng cối đá rồi. Bền bỉ và nó rất là lịch sự ở chiếc Atis này. Như anh em tầm trung trung tuổi hay là công sở ấy, đi con Atis này thì em thấy rất là ok. Chiếc Atis này của em lăn bánh được 4.8 vạn cây số và là sản xuất và đăng ký năm 2016. Cũng cửa tiền, thuộc cửa tiền 600 triệu thôi các bác ạ. Rất là dễ chịu, rất đại loại là rất là thoải mái với cái tầm tiền. Ở đây thì gần đây thì anh em cũng bảo là làm thêm về sản phẩm xuống sàn đi. Em có, nếu mà anh chị mà đã có nhu cầu thì chắc chắn em sẽ có ngay thôi. Em có Innova 2017 màu ánh đồng.
Chiếc này của em có một đôi nhá. Đây một chiếc 2017 và chiếc màu bạc đời 2018. Thì con bạc chạy được 4.3 vạn cây số và con này là con đời 2018 này, chạy được 4.3 vạn. Con 17 này chạy được hơn 5 vạn và hai chiếc này của em đều là xe gia đình, xe tư nhân sử dụng. Còn cửa tiền những sản phẩm này thì chỉ loanh quanh cửa tiền 600 đời 2018 này. Con này thì loanh quanh tầm 550 nhô đời 2017 đấy các bác. Xe gia đình sử dụng 100% nhé. Tiếp tới đây thì em có chiếc Mazda CX-5. CX-5 đời điểm này em khẳng định là hot này. Xe phiên bản động cơ 2.5 và là xe AWD, xe hai cầu, xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Như trên con này nó được trang bị cỡ khoảng 10 cái loa bầu các bác ạ, với một loa xúc trầm to. Tính năng sử dụng của nó thì là vô biên luôn. Xe tư nhân một chủ, biển gốc thành phố và lăn bánh được 1.9 vạn mai, tính ra được khoảng hơn 2 vạn cây số. Thì giá của sản phẩm này thời điểm hiện tại loanh quanh cửa tiền 900. Thế mà hơn 900 triệu đi xe 7 chỗ, đi gầm cao thì anh chị đi xe gì nhá? Đi Santa Fe cho em này. Santa Fe bản xăng tiêu chuẩn đời 2019 này các bác này. Biển số gốc Hà Nội. Và em bán chiếc này là em bán gần như bán về giá luôn đi, em bán 970 triệu. Tiếp tới thì em có Tucson. Cửa tiền hơn 800 triệu, ngoài CX-5 ra thì anh chị đi Tucson cũng rất là hay. Tucson 2.0 đặc biệt 2019. Và xe cũng là xe tư nhân một chủ thôi. Lăn bánh được hơn 2 vạn cây số, 2.3 km và giá bán là em bán là 830 triệu. Tucson 830 này. Đây xe tầm tiền dưới 500 thì em còn chiếc này. Honda City phiên bản CVT, sản xuất và đăng ký năm 2016 và lăn bánh được hơn 4 vạn cây. Nói chung là như về cái sản phẩm này thì chủ cũ chịu chơi lắm, biết cách chơi. Nghĩa là trang bị thêm đèn hậu này, đèn pha này, cảm biến lắp quanh xe, trang bị thêm ghế da màu đỏ ở quanh xe và thêm loa, thêm âm thanh ở trong xe, cơ rất là hay về sản phẩm này. Và giá em bán chiếc này là 460 triệu, xe tư nhân một chủ, biển gốc thành phố. Đây chạy ra đầu đây, em có Mazda 6 đây. Mazda 6 phiên bản động cơ 2.0 và Premium, đấy nó là cái bản cao. Đây thì các bác, đây em chia sẻ các bác có thể nhận diện đấy, thì nhìn nhanh qua thì nhìn qua cái bộ la răng này các bác có thể thấy ngay. Chiếc Mazda 6 này nó là bộ la răng mâm 19 inch. Và giá cửa tiền của chiếc này loanh quanh 800 triệu các bác ạ. Đây thì em có một chiếc Elantra này đẹp quá. Thế mà chưa hiểu tại sao anh chị chưa thích cái sao ấy. Màu nâu cát, phiên bản động cơ 2.0 và sản xuất năm 2016. Chiếc này em bán về vốn, em thu hồi vốn này các bác này, 535 triệu. Em nghĩ là giá rất là tốt với chiếc Elantra này rồi đấy ạ. Xe chạy 5 vạn cây số, vừa hết một dàn lốp, chủ cũ vừa trang bị thêm. Mazda 3 phiên bản động cơ 1.5 màu xám gray và xe chạy được 2 vạn mai. Biển số gốc Hà Nội, biển 30G44540 và em bán chiếc này là 660 triệu. Đây lại quanh quanh thêm một cái cửa tiền nữa, đều hai con đời 2019 nhá. Thì em có Seto, đây là Seto phiên bản động cơ 1.6. Đây em có duy nhất chiếc 1.6 này hiện tại đang có trong cửa hàng. Sản xuất là sản xuất năm 2019 và lăn bánh duy nhất được 1 vạn 6 cây số. Em đang chào bán chiếc này là 620. Đó, màu đỏ, nội thất màu ghi rất là đẹp. City thì em còn một chiếc đây. Đó là City bản CVT, sản xuất và đăng ký năm 2019. Và xe lăn bánh được 2 vạn rưỡi cây số. Và hiện tại những sản phẩm này thì có giá gửi tới anh chị là 535 triệu và giá còn thương lượng thêm. Thì đấy, cũng sơ sơ thì cũng phải còn độ khoảng 25 đến 30 đầu xe hiện tại đang có trong cửa hàng. Thì em hy vọng anh chị sẽ ủng hộ cho cửa hàng và cho em Tiến. Và hơn nữa là về cái giá thì thời điểm này em sẽ bán xả hết. Cho nên anh chị cảm thấy khoái sản phẩm nào thì anh chị bảo em. Đại loại là cái giá anh chị mong muốn và em cảm thấy hợp lý là anh em mình làm việc với nhau thôi. Thì em xin phép dừng clip đây. Em chào anh chị ạ.